Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, và ngay lúc này đây thì chúng tôi đang giao dịch một chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2016 cho một anh khách đến từ Hòa Bình các bạn nhé. Đấy, các anh đã đến nơi xem xe rồi, chạy thử rồi, làm việc giá cả xong rồi thì anh có yêu cầu chúng tôi ship chiếc xe này về tận nhà cho anh. Ok, chúng tôi sẵn sàng phục vụ tận nơi. Khách hàng là thượng đế mà, chiếc xe này tôi sẽ cho lên xe để ship về tận nhà cho anh các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe Toyota Innova 2016 thì tôi cũng xin giới thiệu qua một chút về chiếc xe này. Chắc quý vị các bạn nào mà theo dõi kênh của tôi thì quý vị và các bạn cũng đã biết về chiếc xe này rồi. Những chiếc xe Toyota Innova đang bán tại thị trường rất là nhiều các bạn nhé. Rất là nhiều luôn, và giá thành thì nó có khác nhau rất là nhiều. Đấy, thì để tìm được một chiếc xe Toyota Innova, xe gia đình, không chạy dịch vụ, không kinh doanh vận tải thì đấy, rất là ít các bạn nhé. Đây chiếc xe này là chiếc xe gia đình, không kinh doanh vận tải, không chạy dịch vụ đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Anh đến xem xe một phát là ưng luôn. Anh đi có mang theo hai anh bạn đi cùng cũng là dân thợ thuyền, làm trong ngành xe cả các bạn ạ. Cho nên là rất là tin tưởng về chiếc xe này. Anh xem xe xong, chạy thử xong và chốt luôn chiếc xe này. Đấy, thì bây giờ chúng tôi đang cho lên xe cứu hộ để trở về tận nhà cho anh, đúng nghĩa là ship về tận sân cho khách hàng các bạn nhé. Đấy, thì chiếc quay lên để về còn trước cho anh em cứ vào cái kênh đấy mà xem là đúng rồi, cứ vào kênh đấy là có xe đẹp đúng rồi, đúng cái kênh đấy là có xe đẹp. Hòa Bình City có đông, có đi chơi mấy không? Khách đang rất là vui mừng, phấn khởi vì mua được một chiếc xe rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, thì chiếc xe này thì anh mua xong anh rất là vui, và anh sẽ hứa là sẽ về trên Hòa Bình giới thiệu cho những người hàng xóm nhà anh, những người thân, người quen của anh nếu như đi mua xe ô tô cũ thì qua kênh ô tô 360. Đấy, anh rất là vui vẻ đấy ạ. Xe này được vận chuyển lên Hòa Bình cho nên là chúng tôi sẽ cho lên xe và trang buộc cẩn thận hơn để chiếc xe này đi lên những cái vùng đường Hòa Bình, những cái vùng cao nó sẽ an toàn hơn các bạn nhé. Tại anh em đang chằng buộc rất là kỹ để ship chiếc xe này về Hòa Bình. Anh tôi cũng xin thay mặt anh em tại cửa hàng chúc anh và gia đình mạnh khỏe, công việc thuận lợi, bên cạnh chiếc xe của mình vạn dặm bình an, công việc gặp nhiều may mắn để có tiền, thỉnh thoảng còn xuống Hà Nội để đổi xe, còn thường xuyên gặp anh em chúng tôi ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thì bây giờ chiếc xe cũng đã cùng anh để về với Hòa Bình rồi. Chúc chuyến đi thượng lộ bình an. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.